Chị đi về trên núi á. Bà vô được, bà đó chuyên kiếm chuyên gia đó. Trên núi mình đó. Bà nó bị đứt lùm luôn đó, bà đâu chuyên gia đâu, em điện đâu có được. Vậy là giờ chắc vậy, không giờ chắc xuất hiện rồi. Hồi xuất hiện giờ đó thấy tao mày là xuất hiện liền. Không bà nhảy vô tới bây giờ. Ờ biết sao không? Lại tại vì bả là không có online được thôi. Ừ. Cô bé Mớm nha mọi người. Mọi người hỏi bé Mớm là ai? Đây bé Mớm này. Sắp bớt Mớm rồi. Hết Mớm rồi. Đây này. Idol của tao mua nước. Kệ kệ. Không có chịu nổi đâu, nổi lắm, phái lắm. Phái lắm, vừa giảm luôn cũng được nè. Vừa mãi mãi luôn đi. Thích lắm cái này rồi. Ư là trời. Thương lắm luôn, thương lắm luôn á. Nhớ lấy dầu tắm dầu gội của tôi tắm nha. Thì nào hết tôi gửi qua nha. Nha cho nó sạch, cho nó thơm. Thiệt là thơm luôn, cho nó đẹp trai bà. X-Men đàn ông đích thực nha. À, có mặc đồ mới nè. Ừ, mặc đồ mới luôn ha. Trời ơi, ổ ngang nha, đồ là chuẩn bị đi Mũi Né chơi hả? Rồi. Đúng không? Hồi đi tắm biển luôn thôi, quá trời luôn. Bữa nào qua nhà cô Phương Lê tắm hồ bơi không? Qua nhà cô Phương Lê có hồ bơi bự như là ở biển luôn á. Nhà con cũng tin Mớm. Đâu? Bắt tay nha Thanh Thoại. Trời ơi là trời, đâu? Rồi, ở nhà con cũng tin Mớm hả? Ở nhà mê cô Phương Lê hả? Cảm ơn. Ở nhà con cũng Thanh Thoại tên Mớm hả? Bơm ơi kìa, cô chú Bi Thái Tử kêu kìa. Bi ơi qua chơi Bi ơi. Bi đang ở đâu? Bi xẹt qua 27 Lê Quý Đôn Bi ơi. Bi, gia đình đang đợi, đại gia đình đang ngồi đây. Đại gia đình đang ngồi đây. Bi ơi, Bi đang ở đâu vậy? Có đang ở quận 1, quận 3 gì không? Chạy qua quận 3 đi cưng. Bi dầu gió. Bi đi như một cơn gió. Ủa, Bi nhanh lắm. Bi bán dầu gió là Bi đi nhanh như một cơn gió. Bi ơi, I love you, bạc. Thương quá. Trời ơi, Bi là một người em trai xã hội mà đúng nghĩa. Quá, đúng nghĩa của tôi. Cưng vàng trời mây. Cưng vàng trời mây, Bi dầu gió. Ai mua dầu gió kiếm em tôi nha. Bi nha. Cho Bi một dây quảng cáo coi. Xin gì đó. À, ai mua dầu gió hãy liên hệ với Bi Thái Tử. Ai mua dầu gió liên hệ Bi Thái Tử giùm em nha anh chị nha. Dầu gió nè, mỹ phẩm nè, dầu ơi. Không, dầu gió này đại gia đình có sữa tắm vô. Tắm nập vô. Tắm nập vô. Làm răng là mơ gì qua Phương Lê, chị Phương Lê nha anh chị nha. Êm ái trời ơi, em đây là nhát gan nhất, thỏ đế nhất. Mà em bữa nay là đi là ba chặt rồi là hết nhát gan luôn phải không? Rồi anh Hùng là nổi lên. Anh Hùng giờ từ đây là làm là tư vấn được luôn không? Mạnh dạn rồi. Bây giờ là Long mới làm răng này là răng tạm thôi mọi người. Một hồi nữa là tại vì hẹn Lon là 2 giờ. Ủa, hai hẹn Lon là 1 giờ mà bây giờ là chưa đến 1 giờ. Đã, chờ ăn xong mua sắm thuốc, uống thuốc, cái thắm thuốc cam rồi đó. 2 giờ. Sao? 2 giờ thì sáng rồi. Vậy hả? 2 giờ sáng rồi hả? Giờ này 1 giờ sáng gì? Giờ này là 1 giờ trưa rồi. Trưa vậy kìa. À trưa hả? Ừ. Đó. Rồi. Mớt ở ngoài xinh hơn mọi người ơi, công nhận chứ. Ê tao với mày giống nhau trong live stream không đẹp bằng ngoài Mớt. Thiệt mày ngoài xinh lắm. Mày nó khổ. Ừ. Khổ lắm thiệt mà. Nó là đẹp cái bà trời ơi. Ủa vậy hả? Không mà mày khổ thiệt chứ mày sao mà mấy chục năm khổ vậy? Còn khổ hoài. Không hết rồi, chuẩn bị hết đi nha, xong này là hết chứ. Trời, không còn khổ gì nữa nha. Nhìn hai chị em mắc cười quá, mắc cười gì vậy? Bạn cao dầu gió nó cười ăn mình kìa. Mọi người ơi, ai mua dầu gió hãy đến với MV Thái Tử. là em trai ngăn hông nha, có mấy bà chị ngang hông, có mấy thằng em ngang ngược. Một cái status là có mấy bà chị ngang hông, có một thằng em ngang ngược nha. Trời ơi, đang chờ hả, con ghệ già của tôi, con ni gì nè. Con ghệ của tôi nó đi Australia rồi nó lừa đảo tôi, nó kêu là đi một tuần nó về. Rồi xong rồi bắt đầu hả, đi qua tới bển nó mới nói với chị nha. Chứ nói với chị đây là chị thoát với em rồi. Nên nó nói với chị là tôi đi ngày 8 tôi về, cái qua bên tới bên bển được rồi mới nói là bà trời nhà ơi, làm chị ơi, anh chị giúp em đi, kéo chị đi về giùm em đó. Chị chơi, chị nói với em là đi 6 tay tao về, còn nói với chị Quân Lưu là tao đi mấy tám tay, tám tay, tám tay về, tám tay về xong đó cả tháng trời ơi. Rồi. Chị giúp giùm em đi, kéo bà đi về giùm em, kêu bà đi về, kêu bà đi về, đi ơi về, đi ơi chơi đi, vậy chơi lại hộ bển rồi. Hộ pháp Hồng Ni về. Hộ pháp Hồng Ni đưa cái thẻ đi. Đây ông đây. Đây đúng rồi. Tôi qua liền nha đi. Tôi nói hả, tôi bà muốn nghe 3 tiếng hồ sao tôi bay đó, tôi giỡn mặt với tôi đây bà đi. Mất cười, thương Hồng Loan quá kìa, quá thương Hồng Loan luôn. Hello Quảng, hello mọi người, mọi người đang ở đâu mọi người hãy comment cái chỗ mình ở đi cho vui. Comment đi mọi người, comment vùng miền đi. À, Sài Gòn nè,
à, Sài Gòn à, quận Phú Nhuận hả? Em vừa quận Phú Nhuận đúng không? Em hả? Ừ. À, Sài Gòn Phú Nhuận. Phú Nhuận nè. Phú, à, Sài Gòn Phú Nhuận tôi 84 Trà Vinh nha. Thế bà ở đâu gì comment đi. Gốc mày gốc rễ tao Trà Vinh mày. Gốc rễ tao Trà Vinh. Ờ còn thằng kia Vĩnh Long không? Thằng kia miền Tây phải không? Vĩnh Long đúng không? Kiên Giang. Kiên Giang là nhiêu? Trời sao Giang là nhiêu là gì? Kiên Giang là nhiêu? Hả? 68 Kiên Giang nha, 68 Kiên Giang ngoại định. Hả? Con khát nước hả? Ok lấy nước cho nè 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 mấy. Có một đứa nè. Nè, có một đứa luôn luôn để ý em nè, coi em. Đều mấy đứa kia về. Kêu mấy đứa kia về đây 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 đây. Ai mà bà ai mà ái mộ mà fan hâm mộ này về gấp. Về gấp kêu Diễm Hồng Hồng Khánh bên kia về đây hết đi. Trời ơi, về đây hết xong rồi. Về đây hết. Bây giờ hả vui là chính mà. đây nè, trời ơi cứng vàng trời nè, tôi bấm cho. Bấm cho coi nè. Trời ơi cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi, Long ơi thấy cưng vậy Long coi nó đâu kìa Long. Rồi con uống đi con. À, con nhớ con, à, nhớ lấy sữa cho em nha. Sữa dưới còn không? Còn lấy sữa cho nó đi, nó uống sữa đi. Đổ đây. Uống sữa đi. Trời ơi thấy cưng gì mà cưng vậy, ai mà sống nổi? Hả? Nhảy đi, nhảy cái giùm coi. Nhảy trời ơi, nó nhảy hay lắm, nó nhảy mắc cười lắm. Rồi rồi, 84 Trà Vinh chào nha, Sài Gòn Phú Nhuận chào nè, 68 chào nè, 68. Kệ đi. Thôi ngồi đàng hoàng cái gì, người ta đừng con trai mà đàng hoàng, đừng té là được. Đừng té đau là được. Ok la là. Gì gì kiểu Hồng Hồng Ni đi. Yêu chị Ni, yêu chị Phương Lê, yêu chị Lon hả? Rồi, cảm ơn. Lâu lắm tôi mới lại trang này chứ. Lâu lắm mới lại trang này lại, bữa giờ là có thời gian cả tháng không tương tác. Rồi. Bác mới vừa ăn cơm xong rồi. Trẻ đẹp phải đẹp trai mà phải là số 1. Kinh nè. Không, tôi uống sữa hết rồi. Ờ vậy hả? Một hồi mình ăn là ráng nha. Không, à. Hồi là bác Hưng làm cho anh Thi cười kìa. Bác Hưng luôn, bác Hưng là con té con đập cái mặt con nhú nhà là bốn người uống. Có đứa nào đứng đứa lại là kêu một đứa lại điều nó về nó ơi. Đi kêu điều đứa về. Về về để chơi. Con uống sữa hết. Con uống sữa hết hả? Con uống nữa không? Không, con uống sữa này. Con thích uống sữa này thì uống sữa gì? Uống Coca nha. Thôi ăn bánh đi nè. Ê chạy đi qua mua Coca cho em đi mấy đứa. Mua mà mua cái loại Coca chai để nó uống không hết nó dặn lại hiểu không? Rồi mua mấy bịch snack cho em nè, lẹ lẹ lên đi là chạy nha, về còn giữ em nữa nè. Đúng rồi, phải giữ. Cưng vàng trời mây luôn, hít hà. Có khi nào tôi hung vậy cái tự nhiên cái mấy mốt tôi đẻ được không ta? Có. Được không? Ủa, có nói. Người chứng, ủa người ấy ấy đâu có. Ai gì? Người làm sao mà tao đẻ được? Bây giờ tao già rồi, tao ấy rồi. Tôi có chồng đâu đẻ. Chết rồi. Cháu hung ké được rồi, hello. 69 xin chào hả? À. Trời quá trời nè. Quá trời chào mình luôn nè. Vui quá. Lon mới ăn cháo xong nha mọi người. Ăn cháo tại vì Lon có nhổ mấy cây răng ở trong á mọi người. Nhổ mấy cây răng ở trong, dọn mấy cây răng ở trong để mốt cái em lên. Ừ, mấy mốt cái em lên. Hồi nãy là chị nói với Bình Tinh là 6 tháng nữa là sẽ bắt em đi cái Bình Tinh kêu là nếu mà em không đi là nói Bình Tinh qua. Hốt đi. Vậy đó. Chết. Căng thẳng á. Hôm bữa mày nhổ răng như vậy đúng không? Mày nhổ răng cảm giác mày bữa giờ mày nhổ răng mày biết cảm giác này đúng không? Im len thì nó khoảng 2 thôi, bây giờ 10 thì cái đó 2. Mày chịu được không? Là sao? Có nghĩa là bữa giờ mày nhổ răng á là cái cảm giác của mày đang bị nhổ răng á là nó số 10. Là nó nhiều tới số 10 thì mày cái im len nó chỉ có số 2 thôi. Là nó nhẹ hơn có còn 2 thôi. Hiểu không? Là tại im len là bác sĩ sẽ lấy cái trụ bỏ vào cái trụ chân răng của mày thôi, không có gì hết, không phải nhổ ra như cái kia đâu. Mà kia mày còn chịu được thì cái chuyện nhỏ. Hiểu không? 6 tháng nó lạnh, nó hết viêm này nọ các kiểu, nó lạnh bỏ vô cấy lại để ăn nhai cả đời này. Mai mốt mà chết rồi. Còn hơn là bây giờ là đúng là số nổi tiếng. Số nổi tiếng đúng là sao? Sau này bây giờ còn view còn hờ dữ hơn sao hàng anh. Trời ơi, em kỳ số 6 số 7 chị à.
Số 8, được đừng chơi số 7, số 6, số 7. À, vậy hả? Không, tới đó mày cấy, vậy vậy thì thôi để 7, 7 tháng cấy. À, từ số 6, 7, 7 tháng. Ồ, thôi 8. Hả? Ừ, đúng, mày chết mẹ rồi. Thôi 5 được không? Được. 5 nha. Mày hứa nha, mày hứa, tao quyết tao 5 đi mọi người. Thôi, 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 thôi. Trời ơi, càng sớm là tao càng mừng. Nè, nè, số 5 nha mọi người, 5 tháng là nó phải cấy hiềm lên cho tôi nè. Tất cả mọi người chụp cái này lại, quay lại cho tôi nè. No, 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 no. Nè, quay lại mọi người, 5 tháng là ok nè, 5 tháng nha. Nó thích số 5. Hả? Ừ, biết sao không? Tại vì cấy xong á là em đâu có lại cái trụ răng như cũ. Như cái trụ răng cũ, nói chung là nó sẽ không tuyệt đối 100% như cũ cũ mà được 90%. Đó, con gái là thoải mái rồi, chỉ có những mấy ông mà thích ăn cạp xương trâu rồi thì mấy ông ngại thôi. Nói giận chứ đàn ông làm không đó, đàn ông mất răng nhiều lắm, làm không, trời trời, cái gì vậy? Cái gì vậy? Thôi kệ, nằm gì đi, vui vẻ đi, làm sao vẫn vui là được. Chờ chút xíu, tại vì phòng chuẩn bị vô trùng này nọ các kiểu mình mới lên. Cái là ở đây là khách lại là mình đặt hơn khách của mình á, là họ đặt trước hết nên mình không có để cho khách ngồi chờ rủ rượi, kiểu cái không gian thoải mái vậy nè, nên ai người ta đến là gia đình người ta làm, ta sẽ ngồi một cụm vậy đó, người ta ngồi một cụm bên kia, rồi người ta khách lẻ thì ấy, còn không thì mình có một cái phòng VIP, một cái sảnh VIP ở trên lầu, là nhà mình muốn kín đáo gì lên đó là ngồi trên cái sảnh đó rồi kéo ra thành cái giường nằm được luôn. Làm là lúc nào cũng nghĩ tới cái những cái mà để đúng rồi. Đó. Làm những cái phòng này, kính phòng trong đó mình ngồi mình trao đổi này nọ, nói chung là làm là mình là tại vì chị làm dịch vụ khách sạn ở trước nên bây giờ chị trời ơi đó. Bác 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 duy là bác sĩ chính ở đây em ơi, nhưng mà chị cũng Ở bụng trời chút xíu nha con. Bác Duy, tất nhiên là bác Duy là giám đốc ở đây, nhưng mà chị là có những cái chỗ khác á, là cũng tại vì mối quan hệ bạn bè này nọ nên bác Duy có đứng làm hình ảnh, hiểu không? Bác Duy có đứng làm hình ảnh cũng như là giúp người ta đó. Thì bên chị cũng đang cái tiêu chí như vậy, có nghĩa là những cái nha khoa nào mà mới mở mà không có bác sĩ giỏi thì bên chị sẽ cung cấp bác sĩ cho. Có nghĩa là bên chị sẽ đặt bác sĩ bên chị, thì bác sĩ bên chị sẽ nhận lịch để cho bác sĩ bên chị qua nha khoa đó làm cho người ta. Thì đó là cái mà chị muốn, là trong cái ngành này là mọi mình phải chia sẻ với nhau. Thì ngoài cái việc bác sĩ bên chị á, bác sĩ bên chị một hai bác á, là bác sĩ giỏi quá nên nó bên chị cũng đã giúp cho những cái phòng nha mà họ mới build lên đó em đó. Nên khi nào em mở nha khoa đi là chị sẽ hỗ trợ cho em, cho mượn bác sĩ đó, nhưng mà phải đặt trước. Thông thường như vậy thì phải đặt trước một tháng. Ví dụ như mình có khách này nọ, mình đặt trước một tháng thì bác bên chị sẽ bên phòng khám của chị sẽ chở bác qua để cho bác làm bên đó, xong rồi bác về. Bác Duy mai mốt sẽ làm giám đốc bệnh viện mà. Em đang chạy qua liền, lẹ lên đây Bi ơi, chạy qua liền nè Bi, chạy qua liền nè. Lẹ lẹ Bi ơi. Bi là nhanh lắm, lẹ lẹ lên em yêu. Chú Bi qua tới là mừng quá. Ủa coi đồ ăn coi tơ. Hả? Lấy về phải không? Cái rà ráng là lấy cái loại không cây cho em nha, lấy cái dĩa, lấy cái tô dĩa gì để bỏ vô để cho ngồi cho nó ăn nha, nó đang đói bụng nè. Cho em muốn ăn bánh rồi, bây giờ đói rồi hả, đói bụng rồi, ăn bánh rồi không ăn, không chờ ăn gà gan hả? Muốn uống coca chứ không, ăn bánh uống, nhưng mà mình phải đợi gà gan mình mới uống coca được chứ. Con muốn uống cô cha, con muốn cô chua cha. Rồi bắt đi, bắt đi. Bình to à, con thích ăn cái nào, để con thích ăn cái nào để mở ra. Hả? Không xem phim hả? Mọi người chờ xem phim hả? Thì mọi người ơi, đang coi như là đang trong quá trình mà triển khai nha mọi người. Chắc chắn sẽ có nha. Chắc chắn sẽ có một bộ phim. Một bộ phim đó khi mà đi coi thì nhớ mang theo 10 cái khăn tắm. Khăn giấy là khóc không có được đâu nha. Khăn giấy là khóc, gặp cái dòng mít ướt, gặp
Tôi mà mạnh mẽ nha, tôi mà mạnh mẽ nha. Vậy mà tôi thấy răng của bà này không là tôi đã chảy nước mắt rồi. Đừng có nói anh chi. Nói chung là tôi không có nói gì bật mí mọi người. Thì mọi người đi đi, mọi người nhớ mang theo 10 cái khăn. Thôi em, buôn. Nè, kêu chị Lon cười một cái. Ủa sao kêu Lon cười một cái chi vậy? Ông nội rồi sao chưa qua rồi coi livestream rồi sao qua kêu cười gì vậy? Sao con thằng Bi nó bắt mày cười chi vậy? Người ta chưa làm xong mà cười cái gì ông nội? Ừ. Mày chi vậy? Mày chụp hình cảnh này hả? Chụp hình khoảnh khắc này hả? Alo. Cưng kìa, trời ơi, xí cưng quá trời cưng luôn chứ. Ủa ai à? Ai gọi điện thoại của ai vậy? Thi Thi vàng nhanh hơn cả chị Nhán là sao? Trời ơi, cái bộ phim này là nói chung là sẽ gấp rút nha mọi người. Sẽ làm sớm, sẽ cố gắng làm sớm. Tại vì mình bây giờ thì cũng đang ở không rảnh gọi quẩn nè, không có làm gì nè. Để làm sớm, nhưng mà bây giờ phải casting cái vai của con Loan nè. Không biết ai mà bây giờ là casting vai của Loan là tới 3 vai lận. À, 4 vai chứ, sơ sinh đúng không Loan? Sơ sinh ẩm về nè, rồi lúc còn nhỏ xíu. Sơ sinh ẩm về, rồi lúc còn nhỏ, còn nhỏ lúc ẩm về xong rồi sau đó là lúc mà chú lấy một chai trước cho em thôi. Nếu mà gai đừng phan hả khui, từ từ mới khui. Thì đến cái lúc mà con Loan lớn lên xinh đẹp mà đi chụp hình này đó. Xong rồi đến lúc con Loan là bây giờ. Thì bây giờ là phải tìm cái kiểu tìm cái vai mà cast cái vai của con Loan cũng khó ha. Còn bây giờ tôi không biết làm sao mà tìm cái vai của con hô không biết làm sao tìm nè. Thì vai con ô xin cũng là một vai ok nha, mạnh mẽ nha. Hello. Người ta có thấy đâu mà người ta trả lời khổ ghê gì đó. Bắt bẻ nữa. Alo. Hả? Nạp 50 vé hả? Hình như trên trang là trợ lý của chị đăng rồi đó. Chị không biết đăng chưa? Nãy giờ chị lo ngồi chị chưa có. Vé là để bà chăm nha chị. Thôi chăm với lại Linh Tí là nên cái vai của nó luôn đi. Khỏi mất công nó diễn chi mệt. Nha, chăm là cái vai của nó luôn. Chăm với Tí là để đúng vai luôn đó. Tôi cũng đúng vai của tôi luôn. Bây giờ tôi suy nghĩ rồi, thôi tôi đóng vai tôi chứ tôi có biết diễn gì đóng vai người ta. Phương Lê là đóng vai Phương Lê nè. Rồi Hồng Ly là đóng vai Hồng Ly nè. Đó, nói chung là ai là vai, nói chung là có những vai, thí dụ vai Phương Lê, vai Hồng Ly. Vai Phương Lê với vai Hồng Ly ấy là lên ướm thôi, hồi nữa là còn phải chờ nữa chứ không phải lên là làm việc. Rồi không biết ai đóng cái vai của mày nữa hả? Bây giờ vai mày ai đóng nè, tao nói cast. Không biết nữa, bữa đi cát là mày phải cát nha. Vai của mày là tao cho mày cát, mày chọn đó. Bây giờ rầu lắm mọi người ơi, bây giờ rất là rầu luôn. Bây giờ rầu nhất là những cái vai mà ABC đó nha. Những cái vai mà bên ABCD đó, bây giờ là cát hơi mệt mỏi. Đặc biệt là cái vai Loan nè. Còn cái vai của chú thì sẽ thuyết phục một người giống chú. Vai của chú thì sẽ thuyết phục một người giống chú. Thí dụ như ảnh không đồng ý, ảnh bận hay là ảnh có lý do gì không đồng ý, thì lúc đó là tôi sẽ tìm người khác. Còn cái vai đó là vai ưu tiên cho cái anh giống chú đi. Anh giống chú mới ra công chuyện. Còn cái vai của ảnh thì sẽ chuyển cho thành một người khác. Cái vai của con này nè. Vai con này với lại vai con bầu. Ê, lúc đó là sẽ cho con là bầu luôn đó. Bùm bùm đó. Bùm đó mọi người. Nói coi khám tổng quát cho anh luôn nha. Khám tổng quát có gan sâu là trám.
mà hỏi anh này nè, là khám tổng quát chẳng rồi coi có sâu rồi trám rồi xong rồi là làm trắng luôn. Dạ, dạ. Ừ, tẩy trắng. Nhưng mà tẩy trắng thì thông thường 6 tháng em lên quang lần, tại vì răng của em đẹp nên chị cũng không có khuyến khích em làm. Em tẩy trắng thì cứ 6 tháng em qua em linh răng rồi ba cho bác sĩ tẩy một lần thì răng em cứ đẹp như hoài đó. Ừ, chịu khó. Thì ê biết sao cái đôi dép mày biết sao tao mua cái đôi dép đó đó, tao mua cái đôi dép đó là không ai mang đi về, quên đi về, còn tao mua cái đôi dép bình thường là người ta mang đi về, người ta quên gì mà cái đôi dép đó được mày chai thẳng cũng thịt bóng. Hello hello, mắc cười chết. Các biết sao không, tại vì mỗi lần á mà mình cho họ mang dép đen á, cái họ xuống họ không có cảm giác, cái họ mang đi tê tê về luôn. Ừ, cái mắt công họ quay cho lại họ lấy giày, tại vì giày họ xịn hơn mắt công người ta. Từ ngày mua dép màu hồng ngày chân ái luôn, không ai lộn, cái nói không ai lộn, mà mỗi lần mọi người mang vô mọi người làm gì nè, trời ơi sao hồng quá vậy. Nhìn cưng lắm, mà cái đó là cái thủ thuật mà không có bị lộn á. Cảm ơn em Trần Ngọc, trời ơi lo gì em, đừng có lo em ơi nha, đừng có lo. Ông Sang ông để chị lên quay cái giò ông Sang cho mấy đứa coi. chờ con chút xíu nha, chờ cô chút xíu nha. Quanh ơi, quanh bà dẹp cái lao đó đi, xong bà con bà chơi nó tôi coi, bà lấy bánh đồ cho nó ăn tôi coi. Rồi bây giờ lấy ăn tạm ra. Bây giờ là nhá cái coi, nhẹ nhẹ coi. Hồi nước bóng hai lớp nha. Nước bóng hai lớp. 5 tháng sau là đúng 5 tháng là bắt chị Loan qua cái em lên đó. Chị Loan chỉ hứa móc méo nãy giờ cả thế giới rồi. Không, coi chừng nào có là ráng lấy cho nó nghe nè. Người mẹ trẻ giữ con giùm đi. Cùng qua đây có Ngọc mừng hết sức vậy đó. Tới công chuyện bà Lon đó. Chết rồi. Ê, bên chị hết dung lượng, nó báo là chị hết dung lượng rồi nè. Chuyển sao bấm sao chuyển? Cái gì hả? Nó hết rồi, nó chuyển qua tự chuyển hả? Một không gian. Đó, ngồi nằm làm răng mà nhìn ra cây ổi có đôi lúc có rất nhiều trái mà không bao giờ hái được, vì tôi đã đóng kín mít này rồi, là tôi sợ ăn trộm đó. Hồi nãy có ai nói kêu Lon mà Lon không trả lời, biết sao không? Lon nó đang ăn cháo với lại nó mới nhổ 12 cây răng mọi người. Nên nó hả, nó chỉ có cười cười thôi chứ nó không có nói chuyện nổi. Nó nói chuyện phải nó gán, mỗi lần nó nói thì nó ấy chứ nó cũng ngại á, tại vì mới nhổ răng á mà mình nói á là nó sẽ bị thấy, người ta thấy cái dấu nhổ răng đó. Đó, đừng sợ nha. Kiểu nào vô không chị? Ngọc có cầm chị? Cầm gì đi, để cho chị qua đi.
Mốm có sống mũi đẹp, đúng rồi, mốm sống mũi đẹp đó. Mặt nó đẹp mà. Nó không có sửa gì đâu mọi người đừng lo, trời ơi là trời, cái mặt gì mà sửa gì. Cái mặt kia mới cần sửa. Mặt kia cần sửa để ra đường ta không biết. Chứ cái mặt này mặt thương hiệu sửa chỉ để bà nội. Lên một xong rồi uống cái, đưa coi cái chỉnh lại rồi bắt đầu mới đem về bên kia. Cứ gặp nó ngắn lên. Cái này mắm là phải là đừng có vuông nha. Mặt mắm là không có vuông được. Răng phải mềm mại. Không có vuông, không có răng vuông. Răng lập bầu nha. Lập bầu. Làm cho nó cái viên lên cái mặt á. Mặt lên bầu kiểu nụ cười khả ái. Nụ cười hoa hậu khả ái. Dịu dàng đó, chứ không phải tôi. Tôi là gu quýnh lộn. Cười. Kêu mẹ bích qua đi quýnh lộn nè. Đang coi. Bà bích với tôi, ai quýnh thẳng. Hả?